Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là cách phân biệt tôm hùm đực và tôm hùm cái. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Ok, thì ở đây mình có hai con tôm hùm nè các bạn. Mình có một con đực và một con cái. Thì cách phân biệt của nó là ở dưới cái càng cuối cùng của nó nè các bạn. Cái càng cuối cùng của nó ở dưới đây thì nó to. Nó to và nó cứng hơn. Đây là con đực. Và đây là con cái. Con cái thì cái càng cuối cùng của nó nè các bạn. Nó nhỏ và nó mềm mại hơn nha các bạn. Cái càng nó rất là nhỏ. Càng cuối cùng nè, mình phân biệt ở đây nha. Đây là con cái. Vậy đây là trứng của nó nè. Nó vẫn có còn thấy trứng không? Các bạn vẫn thấy trứng của nó không? Đó là cách phân biệt giữa tôm đực và tôm cái nha các bạn. Thì đó là cách phân biệt giữa tôm đực và tôm cái. Nếu các bạn nào muốn ăn gặp nhiều thì chọn tôm đực. Thì các bạn nào muốn ăn tôm có trứng thì chọn tôm cái. Ok, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt.